Chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh soi cầu miền Bắc của mình Và kênh của mình là Long Mạch XMB Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số Lô cung 2 số Cùng với những cầu lô, cầu đề, siêu chuẩn và vất bại Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày Chủ nhật Và sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Thì video hiện tại buổi trưa ngày hôm nay là thứ năm của ngày 15 tháng 2 năm 2024 thì cũng là video đầu tiên quay trở lại với năm mới thì à, cá nhân của mình xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người tất cả anh em đang theo dõi video cùng gia đình bước sang năm mới luôn mạnh khỏe hạnh phúc và bình an chúc mọi người gặt hái được nhiều thành công trong công việc và mọi lĩnh vực của cá nhân từng anh em và vạn sự như ý tỷ sự như mơ gặp được nhiều điều may mắn ở chúng ta đặc biệt hơn nữa là những với những cái con số chúng ta lựa chọn ở những năm mới trong năm 2024 thì chẳng nữa thì cũng sẽ luôn luôn được may mắn chiến thắng nhiều và nhiều hơn nữa và quay trở lại với mọi người trên video của buổi trưa ngày hôm nay thì mình cũng sẽ gửi mọi người một vị trí đường cầu giả đặc biệt để chúng ta lựa chọn và tham khảo chơi cho khung 3 ngày thì mình sẽ lấy biên độ là ngày thứ năm thứ sáu và ngày thứ bảy tức là chúng ta sẽ lựa chọn trong buổi chiều của ngày hôm nay buổi chiều ngày mai và buổi chiều ngày kia trong 3 ngày là 15 16 và ngày 17 thì để để lòng nói chính xác nhất ấy, thì quay trở lại hội đồng thì cũng mới được hai ngày quay trở lại đây thôi thì để chúng ta căn cứ lựa chọn ở những cái vị trí công thức đường cầu ở những cái ngày trước thì thực sự là chưa đủ căn cứ bởi vì mới quay được có hai ngày quay trở lại đây thôi thế nên là mục đích chính của mình lên video của buổi dương ngày hôm nay thì mình sẽ đi trực tiếp và trọng tâm vào phân tích đường cầu mới và cá nhân của mình củng cố và đưa đến để gửi một người tham khảo và đây là một cái đường cầu mới nên chính vì vậy thì chúng ta hãy luôn luôn tham khảo đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải chú ý tham khảo trên một cái uh, trên cái tinh thần thật là vui vẻ đó sau khi đường cầu chúng ta đã chiến thắng hay là không chiến thắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ có được những cái định hướng tiếp theo đúng không ạ khi chúng ta chưa chiến thắng thì chúng ta sẽ có được những cái định hướng là à tìm những cái công thức mới và à, bằng kết quả mở thưởng lại được mở thêm nhiều hơn thì chúng ta cũng lại có căn cứ để chúng ta áp dụng cho những ngày tiếp theo còn khi đường cầu à, chiến thắng thì đấy là một điều là tuyệt vời để chúng ta có thể là căn cứ cho những ngày tiếp theo để chúng ta biết cách chơi nhiều hơn đó thế nên là mình cũng sẽ không phải phân tích lại ở những ngày trước nữa bởi vì mới ra hai ngày thôi mà chúng ta nhận định ở tỷ lệ không ba ngày hay là bốn ngày ý, thì hoàn toàn nó không hợp lệ thế là bây giờ mình sẽ gửi mọi người công thức mới nhé ok rồi thì đối với vị trí của công thức mới này thì mọi người này một chút mình sẽ chỉnh lại cho mọi người cái bảng phân tích để làm sao cân đối cho mọi người nhìn được rõ nhất thì với vị trí công thức này thì mình sẽ áp dụng vào vị trí của giải tư kết hợp với bộ đầu và bộ thứ hai của giải bảy. Và cụ thể là lấy như thế nào? Thì chúng ta sẽ áp dụng vào bản kết quả mở thưởng của ngày hôm qua là ngày 14 của tháng 2 nhé Thì đối với vị trí của giải tư này, chúng ta lấy cho mình là con số những cái con số nằm trong cái bộ đầu tiên của giải tư. Thì đây là giải tư và bộ đầu tiên đây. Thì với vị trí này chúng ta sẽ có là 608 và 3. Thì trước hết đấy thì mình phải viết cho mọi người. Cái tiêu đề rõ ràng ở đây là cầu đề. Đối với vị trí đã cầu đề này là cầu đề khung 3 ngày. Chúng ta sẽ chơi là ngày thứ 5, ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Đó. Đây. Thì chúng ta sẽ lựa chọn vào những ngày sau. Ngày hôm nay là ngày 15 này, ngày mai là ngày 16 và ngày kia là ngày 17. của tháng 2 năm 2024. Ok. Công thức thì có cho mình như sau. Đó chính là vị trí của giải 4.1, tức là bộ đầu tiên trong giải 4. Kết hợp cho mình ở đây là bộ đầu giải 7, tức là giải 7.1 và bộ 2 giải 7 sẽ tức là giải 7.2. Thì uh, chúng ta sẽ đi lấy vị trí này. Đây là giải 4 nhá. Bộ đầu tiên giải 4 chúng ta sẽ có những con số sau. Ở đây thì chúng ta có con 6 này, con 0 này, con 8 và con 3. Chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của giải 7. Thì với vị trí giải 7 chúng ta di chuyển cho mình xuống giải 7.1. Tại bộ đầu tiên của giải 7 chúng ta có là 5 với 3. Đó, giải 7.1 có 5 với 3 này. Tiếp tục với vị trí của giải 7.2 là bộ bên cạnh. Ngay sau đó thì xuất hiện ở đây đồng thời là kép 22. Thì chúng ta chỉ lấy một vị trí thôi là con số 2. Đó, vậy chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt những cái vị trí lại lại với nhau thì chúng ta sẽ có được một cái dàn đặc biệt cụ thể ở đây đã. Thì đối với dàn cụ thể thì chúng ta sẽ kết hợp cho mình như sau. Rồi, đầu tiên là 6 kết hợp với 5 thì chúng ta sẽ có cho mình là cặp 656. 6. 6 kết hợp với 3 thì chúng ta có 636 6. và 6 kết hợp với 2 thì chúng ta có 626. Tương tự, vị trí con số 0 kết hợp với 5 chúng ta có cặp 050 0. 0 với 3, là chúng ta có cặp 030 0. 0 với 2 chúng ta có cặp 020. Tương tự 8 với 3, mình xin lỗi là 85 trước thì chúng ta có 858. 8. 8 với 3 thì chúng ta có 838. 8. 8 với 2 thì chúng ta có là 828. Đối vị trí cuối cùng là con số 3 kết hợp thì chúng ta có là 353. Cặp kép 33 và 88 và cuối cùng ở đây đó chính là cặp 323 đó vậy đây là cái vị trí dàn đặc biệt đầy đủ nhất để chúng ta lựa chọn tham khảo cho khung 3 ngày thì trong cái dàn này có những cái cặp số nào nổi bật và có những cái cặp số nào chúng ta cần phải quan tâm hơn một chút thì mình sẽ đưa ra và mình đưa ra đây là mình sẽ nhắc lại một lần nữa là nhìn nhận trên góc độ của quan điểm cá nhân mình thì mình sẽ gửi đến một người ở đây là dàn 6 số dàn 6 số kết Đó, dàn 6 số kết thì cá nhân của mình thì mình sẽ gửi đến mọi người là cặp 636 cặp 626 và một cặp nữa ở đây đó chính là vị trí của cặp 8 28 đó và ba càng thì mọi người ghép cho mình với vị trí của hệ tại sao mình lại lựa chọn hệ bởi vì hai ngày gần đây nhất nhé hai ngày gần đây nhất đó chính là cái ngày 13 và ngày 14 thì cũng đã ra xuất hiện của chúng ta ở đây là càng 6 với càng 1 thì là hệ của nhau bởi vì một ở đây sẽ trả bóng 6 đó và đồng thời thì nguyên tắc 6 cũng sẽ trả ngược vào bóng 1 thì mình sẽ lấy cho một người là hệ 2 và 7 hệ 2 và 7 thì bây giờ ghép hệ 2 và 7 lên cái dàn 6 số kết này đây là mình ghép để mọi người hình dung ra cho mình được nhé Còn nếu mà mọi người muốn chơi cả cái dàn này thì mọi người ghép vào cũng hoàn toàn đều được Nhưng cái chi phí chúng ta lên nhớ cho mình là cái chi phí và cái cách vào tiền cũng cực kỳ là quan trọng Bởi vì chúng ta vào làm sao để hài hòa giữa đề và đề dàn tổng, đề dàn kết và dàn ba càng Mình có thể ví dụ ngay nhé Nhà vốn chúng ta có 1 triệu thì chúng ta có thể là tập trung cho mình vào 80% tức là 800.000 cho vị trí dàn đề tổng trước đó, còn lại là 200.000 hoặc là trăm rưỡi cũng được mọi người có thể là chia cho mình vào vị trí ba càng mỗi con chúng ta đánh 10.000 hoặc là 15.000 thôi hoặc là 5.000 thôi cũng được bởi vì cái tỷ lệ ba càng để chiến thắng được thì nó không phải là dễ dàng đó thế thì bây giờ mình sẽ kết hợp hai với vị trí của cái dàn dưới này thì chúng ta sẽ có này 236 263 đúng không 226 262 282 và 228. À, tương tự mọi người ghép cho mình vị trí của càng 7 thì tương tự dưới này chúng ta có sẽ ví dụ như là 763 Mọi người có thể là tự ghép cho mình hoàn toàn đều được mọi người nhá. Ok. Đó, cái điều này thì mọi người có thể là cần chú ý cho mình một chút. Rồi, à, nhớ cho mình là cái vị trí dàn này là chúng ta sẽ lựa chọn ở trong cái tỷ lệ là khung 3 ngày là thứ năm, thứ sáu và ngày thứ bảy. chú ý cho mình cái điểm này. đó. video đầu tiên ngày hôm nay thì mình lên thì cũng sẽ gửi mọi người uh, thứ nhất là những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người và tất cả anh em cùng gia đình. và thứ hai gửi mọi người uh, tìm ra cho mọi người những cái công thức và những cái đường cầu làm sao cho mọi người tham khảo được may mắn, chiến thắng và rực rỡ. và chắc chắn rồi uh, còn nhiều thời gian hơn nữa thì mình cũng sẽ dành lại ở những video sau để chia sẻ cho mọi người được nhiều và nhiều hơn nữa để làm sao chúng ta tránh cái tỷ lệ xa bờ ở một cách thấp nhất có thể và còn một cái vấn đề nữa mình muốn chia sẻ thông tin đầu năm thì những ai anh em đã khai xuân đã đánh rồi thì mọi người cần cái sự hỗ trợ thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với mình thì trên đây đó chính là cái thông tin để mọi người có thể là liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại. một người chú ý cho mình là số điện thoại của mình thì anh em liên hệ từ năm 2023 thì anh em cũng đã khá là quen với số điện thoại của mình rồi, đúng không ạ? Và số điện thoại của mình thì có ở trên màn ảnh ở đây. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại. Số điện thoại của mình ở đây là số 0333 862 và 215 mọi người có thể là nhắn tin hay là gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại chúng mình đều được là số 0 862 và 215 đó, đầu năm thì cũng sẽ luôn luôn ở khai xuân làm sao cố gắng chia sẻ cho mọi người những cái con số may mắn nhất với tất cả mọi người uy tín chính xác để hỗ trợ cho anh em về bờ đó và mọi người cần thắc mắc hay là mọi người cần cái sự trao đổi như thế nào thì mọi người có thể là bình luận trực tiếp xuống bên dưới video hay là mọi người liên hệ trực tiếp qua cho mình cũng được. Nếu mình nhận được cái phản hồi của mọi người thì mình sẽ phản hại cho anh em ngay, mình sẽ lời trả lời cho mọi người ngay. Thế là mọi người yên tâm mọi người nhá. Đó. Một lần nữa thì mình xin chia sẻ cho mọi người là số điện thoại để hỗ trợ mọi người. Anh em có thể là nhắn tin hay là gọi điện thoại trực tiếp qua cho mình tới số 0333862 và 215. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở tại đây. Chúc mọi người Buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người là tham khảo được chiến thắng, may mắn và rực rỡ. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn mọi người ở video gần nhất. Chào tất cả anh em nhé.